Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ năm ngày 29 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 thủ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ Năm ngày 29 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những tra bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tụ 1 là những người rất là quan tâm nhiều đến gia đình cha mẹ Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người sống tình cảm nhân ái Ấm áp và tràn đầy sự yêu thương biết quan tâm người khác Ừ. có thể bạn đang có những cái cảm giác như là mệt mỏi uể oải hoặc một số bạn dạo bọn đây là đau nhức xương khớp rất là nhiều hoặc là có thể bạn đang có rất là nhiều việc phải làm trong thời điểm này và không có nhiều thời gian cho bản thân của mình hoặc một số bạn có khả năng là sức khỏe hơi bị kém đó cho nên cũng nhớ chăm chút cho sức khỏe của bạn ha ngoài ra mình thấy có thể là các bạn đang bị mắc kẹt vào một cái tình huống nào đó hoặc đang bị mất phương hướng các bạn đang gọi là có một cái sự điềm tĩnh lại để và ra hướng đi cho cuộc sống của mình Không có để bản thân của mình ở trong cái trạng thái Bị kìm hãm hoặc là bị áp lực nữa Với các bạn là những người sống rất là tích cực, lạc quan Và luôn hướng về phía trước với những cái niềm tin dưỡng mạnh nhất ừ. Và có thể sắp tới sẽ có những cái điều gì đó được sáng tỏ Được làm rõ trong cuộc sống của các bạn ừ. Ngoài ra ở đây mình thấy các bạn là những người có một cái sự đem đến cái ánh sáng cho người khác nữa. Cho nên là đôi khi có thể là bạn vượt qua được những khó khăn nào đó, các bạn có khả năng gọi là giúp hỗ trợ người khác vượt qua được những khó khăn của họ thông qua những cái uh, trải nghiệm, những bài học của các bạn. Trong ngày hôm nay một số bạn có khả năng là các bạn cũng hơi cảm thấy uh, nhức đầu mỏi mệt hoặc là có khả năng là các bạn uh, giai đoạn uh, đầu ngày có thể hơi mệt mỏi một chút thôi, nhưng mà sau đó dường như là các bạn uống nước là các bạn có được cái sự tỉnh táo trở lại. Ừ, hoặc là ai đó sẽ mang đến cho bạn thức uống hoặc là món quà hoặc là lời khen ngợi hoặc một số bạn có khả năng sức khỏe được phục hồi cân bằng ha ừ, một số bạn mình thấy dường như các bạn sẽ có sự tiết chế trong cách ứng xử giao tiếp lời ăn tiếng nói hoặc là có khả năng các bạn có sự chờ đợi có điều gì đó thì mình thấy là sẽ đến ha hoặc là anh shipper tìm đến các bạn hoặc là có một vài bạn là các bạn um, có được tin tức chiến thắng ừ, hoặc là bạn nào gọi là Uh, có một cái sự gọi là nấu ăn ha, uh, Phục vụ cho gia đình Hoặc là người thân của bạn Có thể là mẹ của bạn nấu ăn cho các bạn Vân vân à. Một số bạn ở đây Mình thấy có thể là bạn có một sự dịch chuyển Có chuyến đi uh, Hoặc là người thân ở xa về thăm các bạn Thấy có một cái sự gọi là thay đổi um, rất là nhiều Hoặc là một số bạn Thì có thể là bạn có một sự chuyển đổi Cái tinh thần của mình uh, Sang cái trạng thái tích cực hơn Vui vẻ hơn, phấn chấn hơn Hoặc là bạn trút bỏ những gánh nặng, những áp lực gì đó khiến cho bạn mỏi mệt. Ừ. Một số bạn sẽ có sự bắt đầu những cái mới, những hành trình mới, con đường mới, hướng đi mới. Hoặc là có một vài bạn thì có thể năng là các bạn cũng có được một cái sự gọi là đi dạo, hít thở không khí trong lành với thú cưng. Hoặc là các bạn có thể là sẽ dự tính hoặc là có những cái kế hoạch gì đó đi biển hoặc là một số bạn có thể là mua xe mới, vân vân. Ừ nói chung trong ngày này của bạn cũng khá là tốt, ha? chỉ có là đôi khi là hơi nhức đầu một chút hoặc có những cái điều gì đó nó chưa sáng tỏ thì nó cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Ừ. À, bạn nào chạy xe thì nên chạy xe cẩn thận, à, hãy giữ cho mình một cái sự tập trung và tỉnh táo nhất định. à một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là um bạn đọc được những tin tức liên quan đến những cái người lừa đảo lợi dụng gì đó ha à, những cái chiêu thức gì đó bạn được gọi là cập nhật hoặc là có khả năng một số bạn sẽ lan tỏa giúp cho người ta không có bị uh, lừa phải, à, bị um, uh, chiêu dụ hoặc một số bạn ở đây mình thấy có thể là ai đó muốn mời gọi hợp tác hoặc là cho bạn một cái món quà hoặc một cái sự gọi là chúc mừng bạn chiến thắng gì đó ha nói lời ngon ngọt thì coi chừng bị mắc bẫy nha À, có một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng có một cái sự cảm thấy mệt mỏi Nhưng mà mình thấy các bạn sẽ thoát được cái sự gọi là bị giam cầm trong cái trạng thái mỏi mệt đó Hoặc là một số bạn có thể là các bạn có được cái sự tự do, có được cái sự công bằng rõ ràng Hoặc à. à, các bạn có xu hướng ở trong phòng quá nhiều, các bạn nên ra ngoài giường hít thở không khí trong lành Hoặc là kết nối thiên nhiên hoa lá cây cành thì nó sẽ giúp ích cho cái sức khỏe tinh thần hoặc là suy nghĩ các bạn Ừ À, các bạn sẽ có được những cái sự đủ đầy những cái phước lành hoặc có được một cái sự gọi là được giác ngộ khai sáng một cái điều gì đó ha và không có còn ở trong cái trạng thái tối tâm mù mù mờ nữa à. Một số bạn ở đây có xu hướng dạo gần đây là hơi bị tăng cân cho nên có thể là bạn cũng sẽ có một cái sự tiết chế điều độ lại ăn uống có sự cẩn thận lại ha hoặc là có sự gọi là kiên kham ừ, để giữ cho mình có một cái sức khỏe một cái dốc dáng tốt ở đây mình thấy uh, hãy có sự tin tưởng ha ừ. để giải quyết tình trạng nào đó của bạn mình phải tin rằng mọi thứ đang được chữa lành và nguyên vẹn ngay bây giờ và khi đức tin của bạn nó ngày càng lớn mạnh thì những cái giải pháp thiêng liêng sẽ được mở ra và sự tin tưởng của bạn giúp cho tâm trí cơ thể của bạn nó được thư giãn và cái điều này nó làm tăng cái năng lượng sáng tạo và sức mạnh của các bạn đây là hai cái phẩm chất sẽ đặc biệt hữu ích cho các bạn ừ. cái tình huống của các bạn sẽ có một kết quả tốt đẹp tích cực À, trong suy nghĩ sẽ mang lại kết quả lạc um, quan và tốt đẹp nhất ừ. hãy trao những cái lo lắng cho vũ trụ các thiên thần hãy tin tưởng vào cái người mà bạn đang tìm hiểu hoặc là hãy tin vào chính mình à. khi mà bạn có một cái sự tìm hiểu rõ ràng kỹ lưỡng thì bạn có quyền tin còn nếu như bạn chưa tìm hiểu rõ ràng về thông tin về người đó thì các bạn đừng có vội vàng hấp tấp à. tin nhầm người ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây, nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha, xin chào các bạn hay xin chào các bạn tụ 2, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi uh, Ngày thứ 5 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chuyên nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người dạo gần đây có khả năng là hay bị chỉ trích Hoặc là coi chừng có những cái chiêu trò, chiêu thức lừa đảo gì đó Hoặc là có khả năng dạo gần đây các bạn có một sự sống hơi âm thầm lặng lẽ một chút Không có thích giao du tiếp xúc với quá nhiều người trong thời điểm này hoặc là có một số bạn có những cái nỗi niềm riêng có khả năng là đã bị lừa hoặc bị người khác phản bội hoặc là nói xấu hoặc là có sự gọi là lừa đảo gì đó phản ừ. bội lòng tin của các bạn các bạn đang cảm thấy khá là đơn coi mỏi mệt buồn bã hoặc là cảm thấy rất là cô đơn và một số bạn có thể là bạn cũng uh, uh, có sự gọi là kìm hạ miên nỗi buồn trong lòng các bạn không có nói ra với ai hết các bạn có chỉ có biết gọi là tâm sự với uh, ơn trên thôi À, một số bạn ở đây mình thấy dường như bạn cảm thấy có một cái sự bất lực cái điều gì đó ha cảm thấy um, uh, mình bị um, lừa, bị lầm tin lầm người hoặc là có một số bạn thì có khả năng dạo gần đây là um, xương khớp rồi đó có vẻ nó ê ẩm nó mỏi mệt hoặc là có khả năng một số bạn còn bị cái vấn đề bị ngứa nữa ngứa da nào đó vân vân và mình thấy dường như các bạn sẽ có một cái sự kết thúc hoàn toàn cái chu kỳ này cái giai đoạn này nó sẽ kết thúc nó sẽ hoàn thành Ừ. và mình thấy có thể là bạn cũng đang gọi là muốn học ngoại ngữ hoặc là muốn một cái điều gì đó mà phát triển mang tầm quốc tế hơn hoặc là có khả năng là một số bạn trong thời điểm này các bạn có giao du giao dịch hoặc là nói chuyện với ai đó làm quen hay gì đó người nước ngoài các bạn hết sức cẩn thận có trường lừa đảo hoặc là cẩn thận với những cái chiêu thức như là trao tình yêu thương rồi hẹn gặp ha coi chừng là cái vấn đề bắt cóc rồi đó nói chung là có rất là nhiều những tình huống thủ đoạn trong thời điểm này cho nên mình cũng phải biết bảo vệ bản thân và người thân của bạn nữa Đặc biệt hãy quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến con cháu trong nhà Ở đây mình thấy trong ngày hôm nay các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam Đây là một người khá là thông minh, giỏi giang Uh, có tài lãnh đạo khá là nhiệt quyết soi nổi và một người mang năng lượng nam nữa đây là một người sống tình cảm nhân ái uh, có sự gọi là khiêm tốn và trầm tĩnh ha à. và ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có một cái sự nói chuyện với một ai đó hoặc có những cái sự nhắn tin gọi điện ở đây ừ, hoặc là bạn sẽ có những quyết định những cái dứt khoát gì đó trong cái thời điểm này một số bạn nên cẩn thận cái lời ăn tiếng nói của mình để tránh gọi là gây tổn thương cho bản thân hoặc là người khác hoặc là những bạn nào trong tình yêu thương thì đang trong tình yêu thì cẩn thận trong ngôn từ để tránh hiểu lầm. gây ra những cái sự nuối tiếc. Ở số bạn có khả năng bị mất ngủ ha. À, hoặc là trong ngày hôm nay như mình nói cẩn thận với những cái sự gọi là quyến rũ hoặc là những cạm bẫy để tránh gọi là hối tiếc, mất tiền tài chính hoặc là tổn thương trong cái việc gọi là vấn đề cảm xúc. À, mình thấy có thể là bạn có sự gọi là xem xét giá tiền giá vàng trong nghề này Hoặc là các bạn sẽ cố gắng giữ cân bằng và tập trung vào những gì mà thực sự bạn cần hơn Đó là tiền, bạc và sự nghiệp của mình hơn ừ. Một số bạn có khả năng uh, có một cái điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ Nó vẫn còn ám ảnh các bạn ừ, Có thể là về tình yêu Nha yeah một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn mua sắm cái gì đó thì nên gọi là xem xét kỹ lưỡng để tránh cái vấn đề hơi bị hối hận một ừ. số bạn thì có khả năng mà thể hiện được lời ăn tiếng nói của mình một cách trong trẻo hoặc là sẽ có những cái buổi biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó nó thành công tuy nhiên hãy tập trung vào vấn đề của mình thôi có khả năng cũng có người thích người không thích nhưng mà đừng có tập trung vào những người không thích mình ha, mất thời gian và cũng khiến cho mình gọi là bị sao nhãn Hoặc là khiến cho phước lành của mình nó bị gọi là tan biến hãy tập trung vào những gì thực tế nhất ha tập trung vào những gì có sự gọi là ưu tiên đến đối với mình nhất hoặc tốt đẹp cho mình nhất một số bạn có thể là sẽ mua điện thoại mới hoặc là mua thiết bị gì đó mới ừ. và trong ngày hôm nay thì bạn nào có biểu diễn cái gì đó thì nên xem lại cái kiểm tra cái sân khấu ha hoặc là À, nói chung là ngày hôm nay đừng có đôi co cãi cọ với người khác để tránh gây tổn thương cho bản thân của bạn ha. Nó liên quan đến giao kéo um, gì đó. Ừ. Dành thời gian một mình thì nó sẽ tốt hơn. Một số bạn sẽ đón nhận những tin tức gì đó mới khi bạn cảm thấy bất ngờ ha, hoặc là bạn cũng được uh, động viên, khuyến khích rất là nhiều đối với, với cái tin tức này số bạn sẽ lên trang mạng tìm kiếm đối tượng nói chuyện hoặc là học hỏi uh, học uh, ngoại ngữ hoặc ừ. là kết nối với một cộng đồng nào đó ở đây và ở đây mình thấy có thể là bạn cũng có một cái sự gọi là cảm thấy um, uh, nhớ về quá khứ hoặc là nuối tiếc về cái gì đó đã mất mát hoặc là ở đây thì mình thấy ở số bạn các bạn nên bảo vệ thú cưng của mình thật là tốt để tránh gọi là nó đi lạc hoặc là nó um, bị uh, vấn đề về va uh, uh, chạm cơ thể ha một số bạn có khả năng các bạn sẽ lên chức lên vị trí cao hơn ừ. nói chung là bất cứ điều gì cũng phải có sự tỉnh táo rõ ràng ha. tìm hiểu kỹ lưỡng cẩn trọng ừ. thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn bạn nào có thi cử ngoại ngữ hay bất cứ điều gì đó thì các bạn cần phải tập trung tỉnh táo biết gọi là kiểm tra kỹ lưỡng cẩn thận để tránh có sự gọi là tiếc nuối một số bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2 Ở đây có một số bạn các bạn sẽ đọc được những tin tức như là ai đó đi phẫu thuật và cuối cùng bị di chứng hoặc là các bạn này muốn phẫu thuật các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng, đừng có vội tin người và cái sự an toàn của mình là trên hết nha. Hoặc đừng làm việc quá sức, la tâm lao lực quá mức thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về tim mạch của các bạn đó. Ừ. Hoặc là thức khuya nhiều quá nó cũng sẽ ảnh hưởng đó. Thiên thần Michael đang ôm lấy các bạn trong cái vòng tay an ủi, hãy đảm bảo rằng bạn được cảm thấy ấm áp bởi cái nguồn năng lượng của Ngài, bởi vì à Ngài muốn cho bạn biết rằng Ngài biết bạn vô tội Ha, Hãy um, cầu xin Ngài giúp cho bạn Có sự tha thứ cho bản thân của mình Và buông bỏ những cảm giác tội lỗi Những cảm xúc nặng nề khiến bạn không có thể cảm nhận được Cái sự bình yên nội tâm Bằng cách bạn nói với Tổng lãnh thiên thần Michael ha, Rằng Cảm ơn Ngài đã giúp cho tôi tha thứ cho bản thân Và Ghi ra Nói lên cái sự kiện cụ thể đó Và bất cứ điều gì um, Nếu không thì uh, tôi đã tự trách mình và hãy xin giúp cho tôi giải phóng một cái sự tự trách mình khỏi tâm trí cơ thể và cảm xúc của mình và hãy cảm nhận cảm giác được giải thoát sâu sắc khi mà thiên thần Michael giúp cho bạn đón nhận cái sự ngây thơ thực sự của mình hành vi trong quá khứ của bạn không bao giờ có thể quỷ bỏ công trình hoàn hảo của vũ trụ đa trong cái việc tạo ra bạn như một cái người mạnh mẽ đáng yêu và rất cần thiết cho ánh sáng và tình yêu À, có một số bạn các bạn đang hỏi về một ai đó thì có khả năng cái người đó họ vô tội hoặc là à, đây là thời điểm mà các bạn nên có sự thanh lọc và giải độc cơ thể của bạn bạn có thể tin tưởng vào cái tình huống mà bạn đang gọi là hỏi đang cầu nguyện và tập trung vào những cái phẩm chất tốt của người khác thay vì lỗi lầm của họ ha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 5 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Chờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 các bạn tuổi ba là những người có thể là ở đang ở trong cái trạng thái khá là buồn bã một cái điều gì đó trong tình yêu hoặc là trong cuộc sống tuy nhiên thì mình thấy có thể liên quan đến tình cảm nhiều hơn các bạn là những người rất là nhạy cảm và cũng rất là một người gọi là thích chia sẻ cho đi hoặc là một người cũng rất là lãng mạn một số bạn ở đây các bạn đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình ha. tập trung hơn vào cái mục tiêu cái hướng đi của mình và sự nghiệp của mình nhiều hơn các bạn đang mong muốn chờ đợi một cái kết quả thắng lợi nào đó hoặc là có những cái tin tức vui về nhà cửa một số bạn thì mình thấy có thể là bạn cũng uh, rất là mong muốn được kết hôn được xây dựng gia đình các bạn đang trên cái hành trình đổi mới bản thân của mình cố gắng gọi là vượt ra khỏi những cái tổn thương cũ và tập trung hơn vào những cái niềm vui hiện tại hoặc là tập trung hơn vào gia đình người thân ừ. một số bạn đang muốn chuyển nhà chuyển chỗ ở đang khá khát khao hy vọng tìm được một cái nơi chốn bình yên hoặc là đem đến cho bạn cái cảm giác uh, hạnh phúc tự do. Thời điểm này các bạn không có nên nóng tính dọa dã hoặc là bốc đồng để tránh gây tổn hại, tổn thương hoặc là mất đi những mối quan hệ tốt trong cuộc sống của mình nha. Trong ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn sẽ nghe được những cuộc gọi, những cuộc thông báo gì đó hoặc là có khả năng các bạn uh, có được một cái sự gọi là nhìn nhận lại những gì đã qua và cố gắng thay đổi bản thân mình tốt hơn, tha thứ cho bản thân của mình và cố gắng khắc phục uh, hoặc là tha thứ cho người khác hoặc là có một vài bạn có thể là các bạn sẽ nghe được rất là nhiều âm thanh ở bên ngoài như là hàng xóm có đám cưới, đám tiệc gì đó vân vân. Một số bạn thì mình thấy có thể là bạn cũng có rất là nhiều ý tưởng, nhiều cái việc muốn làm hoặc là nhiều cái điều muốn khởi sự. Nhưng mà các bạn nên tập trung vào một thứ thôi ha, đừng có lan man nhiều quá thì sẽ khiến cho mình gọi là bị mất thời gian rất là nhiều. Ngoài ra, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng có một sự uh, uống nước hoặc là bạn chọn lựa những thức uống gì đó, ha. tính uh, khao mọi người một chầu nước chẳng hạn, hoặc là một số bạn sẽ đi tiệc cưới. Cho nên bạn có sự lựa chọn quần áo ở đây, hoặc ừ. có một cái sự lựa chọn gì đó trong những cái việc mà bạn uh, tập trung như có khả năng là tính mua quần áo, mua đồ đạc gì đó. Ừ. Số bạn sẽ có một cái sự gọi là uh, hợp mặt với người thân, gia đình hoặc là cộng đồng các bạn, hoặc sẽ có những cái niềm vui gì đó khiến bạn cảm thấy trọn vẹn một số bạn sẽ tiết kiệm tiền không có dám tiêu xài nhiều ha hoặc là mình thấy có thể là bạn sẽ có rất là nhiều đồ để uh, thưởng thức uh, khả năng bạn sẽ ăn uống khá là nhiều vân vân một số bạn thì nói chung là các bạn cũng uh, vào cuối ngày có thể là bạn dành cho bản thân mình một cái trạng thái của sự uh, lùi lại ha cân bằng và có sự thư giãn À, và mình thấy có thể là bạn cũng nhận được một cái lời khen hoặc là có một số bạn có ai đó kết nối tình cảm nhưng mà bạn còn chần chừ còn ngần ngại còn xem xét ha, chưa có vội vàng một số bạn có sự kết nối với một trẻ em ha trong ngày hôm nay và trong ngày hôm nay có thể là một vài bạn khả năng các bạn có sự gọi là đi ngang một cái đám tang hoặc là các bạn có khả năng là sẽ thăm mồ mã ông bà hoặc là các bạn sẽ có một sự kiểu à có một số bạn sẽ có tin tức vui như là người thân ở xa họ uh, sanh con thành công vân vân vượt cạn thành công hoặc đó chính là một số bạn ở đây và mình thấy các bạn được khuyến khích hãy kiên nhẫn lùi lại đừng có vội vàng hấp tấp khi đưa ra bất kỳ quyết định nào hết để tránh bị mất tiền hoặc là tránh gọi là đưa ra những cái nhận định sai ảnh hưởng đến cục diện vấn đề mình ừ, thấy có thể là bạn cũng có sự nấu ăn hoặc là có sự chứng kiến ai đó nấu ăn đầu bếp vân vân hoặc là một số bạn có khả năng là sẽ nấu đám cưới hoặc là thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình trong nấu ăn hiện cái tài năng của bạn hoặc là bạn có khả năng là một mình bạn bạn giải quyết bạn quản lý nhiều thứ cùng một lúc ừ. một số bạn thì có thể là có sự gọi là quan tâm chăm sóc con cái hoặc là gia đình cha mẹ hoặc là bạn xem được tin tức như là ai đó sinh con thành công và có sự quan tâm chăm sóc con cái của mình ừ. và mình thấy các bạn có sự cố gắng quyết tâm ha hoàn thành xong một cái điều gì đó cho cho tốt đẹp nhất ừ. hoặc là có một sự ký kết hợp đồng gì đó cho nên các bạn cố gắng để các bạn hoàn thành cho xong kiểu vậy và các bạn cũng được khuyến khích uống nước nhiều hoặc là biết nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ khác để có được cái sự giải quyết tỉnh táo cho những cái vấn đề diễn ra đây mình thấy các bạn được thiên thần nhắc nhở các bạn rằng cái chìa khóa để có sức khỏe tốt là tập trung vào sức khỏe của bạn thay vì bệnh tật hoặc là thương tích à, các bạn được nhắc nhở hãy tập trung vào mong muốn của bạn chứ không phải là nỗi sợ hãi ừ, bởi vì cơ thể của bạn phản ứng ngay lập tức trước tình yêu và nỗi sợ hãi gì vậy bạn hãy chọn cái điều đầu tiên trong tình huống này à, là hãy chọn cái sự yêu thương cái uh, suy nghĩ tốt đẹp đổ tình cảm chân thành và phước lành vào từng tế bào và hình dung và mong đợi sức khỏe của bạn nó có sự hoàn hảo và những người khác cũng như vậy nói về bản thân hoặc là những người thân yêu về sức khỏe hoàn hảo và khẳng định mọi thứ đến là điều gọi là tốt đẹp và tích cực bạn sẽ nhận thấy sức khỏe của mình được cải thiện và hãy làm theo trực giác của bạn về sức khỏe và khả năng chữa lành có một số bạn thì có khả năng có mục đích sống của bạn liên quan đến việc chữa lành cho nên là có thể là bạn cũng nâng cao được tay nghề của mình hoặc là có một số bạn sẽ thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống của bạn Sử dụng những cái lời khẳng định nâng cao tinh thần hoặc là đặc biệt về sức khỏe ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông hồng báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn